Chào các bạn, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng các cái hình khối để tạo nên cái thiết kế của mình. Thì trong design có rất nhiều các cái hình khối khác nhau và mình sẽ dạy các bạn chủ yếu là hai cái hình khối, đấy là hình chữ nhật và hình tròn, được chưa? Ví dụ trong một cái design như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là một cái dạng hình chữ nhật và có bo tròn góc. Còn đây là hình tròn, được chưa? Còn đây là các cái text thì các bạn đã học rồi cách dùng phông chữ như nào rồi, ok chưa? Thì bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tạo ra một cái design như này, dùng các cái hình khối, dùng icon đã học rồi. Rồi các bạn có thể chèn các icon các bạn download ở trên mạng về để tạo ra một cái design đơn giản như này mà trông rất là đẹp, được chưa? Rồi giờ chúng ta về cái hình khối thứ nhất, đây là hình chữ nhật, thì nó có hai dạng. Đây là dạng bình thường đơn giản nhất, là các bạn tạo ra một hình chữ nhật như thế này. Tiếp theo là gì? Một dạng là có bo tròn ở góc. Rồi sau đấy là gì? Hình oval hoặc circle. Thì oval là một cái hình nó làm sao giống hình ellipse ấy. Các bạn học trong hình học rồi đúng không? Tiếp theo là hình tròn. Thì nó có đường kính, có bán kính rồi, ok. Giờ thì mình sẽ demo luôn để làm ra một cái design như này thì chúng ta làm như nào. Trước tiên các bạn sẽ tạo ra một cái artboard bằng việc là ấn là gì? Ấn A. Dạ, xong rồi các bạn chọn ở đây. Thì trong hình đây thì mình hình dung là người ta đang dùng cái iPhone X. Thì ấn vô. Dạ, zoom lên tí này. Các bạn ấn comment cộng, comment trừ. Đấy, để zoom phóng to thu nhỏ lên. Hoặc là dùng gì? Touchpad trên Mac của các bạn, nếu mà dùng Mac, cái gì? Hoặc là dùng Win thì cũng comment cộng comment trừ đó, control cộng control trừ. Rồi ở đây trước tiên là mình để ý thấy cái màu nền này nó đang dùng một cái màu không phải màu trắng, thì mình có thể đổi màu nền ở đây được, được chưa? Set một cái màu nền cho nó ở đây. Màu này có vẻ nó hơi xanh xanh một chút, đại loại là mình không rõ nó là màu nào đâu. Các bạn có thể inspect cái màu nó ra, được chưa? Đại loại là không phải màu trắng. Rồi tiếp theo là ở đây có một cái khối hình chữ nhật màu trắng này, thì mình bắt đầu tạo thêm một cái shape hình chữ nhật rectangle ở đây, hoặc là có thể ấn nút arrow, được chưa? Bạn kéo góc trên góc dưới như này đó, và sau đấy làm sao để cho nó bo tròn góc. Từ từ nha, cho nó nhỏ lại một chút. Rồi để bo tròn góc, thứ nhất là cái này nó có border, mà trong design mình không có border thì mình bỏ cái border đi, bỏ cái dấu check ở đây đi. Tiếp theo là thằng này màu trắng, cho sang màu trắng. Tiếp theo là nó có gì, bo tròn góc như này, thì các bạn để tăng giảm cái bo tròn góc, các bạn nhìn vào cái radius này này, để bán kính của cái góc, nhớ các bạn tăng nó lên hoặc giảm nó đi thì nó rơi vào khoảng này, để mình áng chừng thôi, chứ còn design thật của bạn như nào thì các bạn phải tự chọn, ok chưa? Rồi trông nó ổn ổn rồi đúng không? Tiếp theo là gì? Nó có một cái khối tròn ở đây và màu đậm hơn một chút, trông có vẻ giống giống với màu nền. Thì mình sẽ dùng gì? Insert shape, rồi ấn vào chữ O này. Các bạn có thể ấn chữ O ở đây cũng được. Thì nó sẽ ra biểu tượng này cho bạn, tạo ra một hình tròn ở đây. Đó. Thì mình phân tích thì thấy là hình tròn này không có border, có thể bỏ border đi, ấn vào fill, chọn màu nền, thì các bạn ấn vào cái nút chọn màu ở đây và kích vào đây đó. Đó là gì? Cái đây cái nút gọi là color picker, thì ấn vào đây. Rồi các bạn có thể chọn lên cái vị trí nào đấy trên màn hình để chọn một cái màu giống với cả cái khu vực đấy nhá. Tiếp theo là gì? Nó có một cái hình tròn nhỏ nhỏ ở đây, các bạn zoom lên thì thấy nó là một hình tròn nhỏ và có một cái border bao ngoài như này. Thì có hai cách làm, các bạn có thể làm hai cái hình tròn lồng nhau. Đây mình ấn comment đi để nhân đôi cái thằng này ra, thu nhỏ lại một chút đó, kéo nó ra center này, chưa? Thằng này màu của nó thì màu khác, các bạn có thể chọn màu đây, nó rơi khoảng này như này đó. Ngoài ra các bạn có thể làm sao tạo cái border cho cái hình này và màu nhạt hơn một chút, chưa? Đây mình chọn cái màu này này. Đấy, sau đó mình cho nó nhạt hơn một chút như này. Làm sao? Tăng cái độ dày của nó lên ở đây. Đó. Thì trông nó sẽ giống trong cái design của mình. Rồi các bạn có thể dùng gì? Cái phông ở bài học lần trước nhét vào đây.
Chữ thì các bạn có thể gõ ở đây được chưa? Ví dụ mình gõ mẫu một cái nhá. Phông chữ to thế. 36 này. Cho nó xuống 24 đi. Rồi, gõ ở đây là gì? Mình chọn cái phông mà mình hay dùng, mình rất thích là phông này. Đó, trông đẹp hơn hẳn chưa? Rồi, mình gõ gì? Microsoft. Cho nó giống thế, bây mình căn chữ sang bên trái này. Rồi, ok. Tiếp theo là gì? Màu chữ nó là màu đen. Các bạn có thể chỉnh chữ đậm chữ nhạt được đây. Hoặc semi bold cũng được, làm bold đi. Rồi, để màu đen. Là mình hay để màu 33, tức là gì? Không hẳn là đen. Đó. Tiếp theo là gì? Full Stack Developer thì mình nhân đôi chữ này lên bằng việc ấn Command D. Rồi, là mình gì? Gõ đây Full Stack Developer. Mình thấy chữ đây nó nhỏ hơn một chút và màu nó nhạt hơn một chút. Tương đối thôi nhá. Không để bold này, để regular. Tiếp theo là màu nhạt hơn chút, mình cho khoảng 88 đi. Đấy, rất đơn giản đấy. Các bạn nhớ mã màu để thiết kế rất là nhanh, không cần phải giống hệt như thế này cũng được. Thích để semi bold tí. Đó, nhá. Thì cái design mình trông nó sáng sủa hẳn. Rồi, và các bạn để chèn ảnh vào đây, chèn icon vào đây, dựa theo các bài học trước. Các bạn ngoài ra có thể gì? Nhóm tất cả các cái hình này vào thành một nhóm bằng cách là chọn tất cả, ấn Command G hoặc là gì vào layer group ở đâu nhỉ? Thì mình vào search đây, gõ group. Nó nằm ở cái mục nào? Arrange. Rồi, arrange group. Bình thường là ấn Command G nhanh, Command G. Sẽ tạo một nhóm này. Rồi các bạn có thể nhân đôi cái nhóm này lên bằng cách là gì? Chọn nó xong ấn Command D. Tức là duplicate. Đấy, hôm nay mình hướng dẫn các bạn thêm vài cái rất là hay ho nữa. Duplicate ở đây. Đó. Đấy, ấn duplicate xong rồi các bạn kéo nó xuống một chút. Tức nó tạo ra hai cái nằm ngay trên. Đó. Các bạn nhân đôi ra. Các đây là cách làm thủ công thôi. Có cách làm khác nhanh hơn, các bạn có thể tạo ra rất nhiều cái mà thành một hàng dọc này luôn. Được chưa? Thì đấy là cách mình hướng dẫn các bạn dùng các hình khối design. Ok. Đó, các bạn thực hành đi.